Tìm thấy đoạn tâm thư của bé trai 10 tuổi, đọc mà quặn cả ruột gan. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp thực tế. Liên quan vụ bé Hạo Nam, chính quyền tỉnh Đồng Tháp thông báo xác định bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông đã tử vong. Hiện đội cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc để sớm đưa bé trai Hạo Nam lên mặt đất, bàn giao cho gia đình mai táng. Về giải pháp đưa Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông và đưa lên mặt đất, trao đổi với VTC News, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp với thực tế. Sáng nay, các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên để đưa lên mặt đất, sau đó tiếp cận đoạn thứ hai đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé. Đây là phương án sẽ có những khó khăn, nhưng phải được đánh giá nghiên cứu hội ý chặt chẽ để khi triển khai thực hiện sớm có kết quả. Do đặc điểm phức tạp của địa chất, ống cọc đưa xuống sâu nên khi được đưa lên lại rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu hộ, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin. Tối ngày 4 tháng 1 vừa qua, thông tin với báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết về trường hợp của bé Hạo Nam sau khi hội chẩn, gặp gỡ gia đình, các đơn vị chuyên môn xác định em bé đã tử vong. Việc xác nhận có phối hợp liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị tai nạn. Rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài 4 ngày, kém thông khí, chấn thương, có đánh giá bằng biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chuyên môn đã có thủ tục để xác định trường hợp tử vong và đang tìm mọi cách để đưa em bé lên mặt đất để thực hiện các biện pháp theo truyền thống, ông Bửu thông tin. Như đã đưa trưa 31 tháng 12, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857 xã Phú Lợi. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng cọc xuống đất sâu khoảng 35m.